Phòng mình được bố trí theo kiểu là hướng lấy nắng nhiều nhất. Từ hồi lúc xây á là mình đã yêu cầu như vậy rồi. Nên có những lúc mà ngày rảnh rỗi á, ở trong phòng có như kiểu như yên tĩnh thoải mái nhất á, nhưng mà như quán cà phê mà mình hay kiếm những nơi yên tĩnh á. Thích thiệt. Dài dòng đủ rồi. Video clip hôm nay mình muốn nói đến á là mình quên hẳn đi hoàn toàn á là mình phải công bố kết quả giveaway quay cái cuộn phim đó, mặc dù không phải to tát gì, mình quên hẳn đi luôn. Nên hôm nay là có dịp rồi nè, sẽ đầu quay xem ai sẽ là người may mắn nhận được cuộn phim đó. Không liên quan, nhưng mà có bạn nào biết rằng á đây là những cái bao bì mới của Fujifilm và Kodak đây nè. Nếu mà mua 3 cuộn cùng một lúc á, thường thường Lab sẽ bán cho bạn cả một cái lô như vậy luôn nè, lô 3 cuộn. Thật ra cũng không có giá trị gì đâu, nhưng mà mình thấy hay nên mình cầm lại, mình giữ lại thôi. Đây là lô phim có hạn sử dụng đến 2022. Fujifilm sử dụng cho indoor ở ISO 200 và 400 cho đa mục đích khác nhau. Hay á. Đây là bao bì chắc là xưa giờ đó, nhưng mà tại ít khi thấy, nhiều bạn chắc tại mua cuộn lẻ không nên không thấy được. Còn đây là bao bì của cuộn Kodak Ultramax 400 này. Cái này là thông tin thêm ngoài lề thôi. Ở một cuộn Kodak 200 á, nếu bạn mở cái phần hộp ra bên trong á, nó sẽ còn có một cái hướng dẫn chụp ISO nào trong môi trường nào nữa cơ. À, mấy bạn có biết là đối với những cái cuộn phim nào á, mà cuộn Fujifilm á, thì cái nắp thường nó lõm như vậy nè. Còn cuộn Kodak á, nó sẽ là cái nắp màu xám vòng lên thẳng như này. Đó, sẽ khác biệt rõ rệt luôn. Mà khoan, mình chợt nhớ ra là mình nghĩ là mình vẫn còn giữ cái hộp của cuộn Kodak 200 ở đây á, để cho mình coi các bạn xem. Cái mà đang nói là cái gì? Đây chính là cuộn Kodak Color Love mà mình nói nè, Kodak C200 á. Thì ở bên trong hộp á, bình thường nó thấy rộng hoàn toàn đúng không? À, đây là cách xé để không có tác dụng lại hộp á. Thì thật ra nếu bạn mở từ bên hông bên ngang á, bên đây nè, bạn sẽ thấy á, nó còn một cái phần hướng dẫn. Chắc mình phải xé ra mới coi được rồi. À, mình không muốn xé tí nào nhưng mà thôi xé đi. Ok. Không biết bạn thấy được không ta? Cái này nó ghi là thông số tùy môi trường, ví dụ như là ngoài biển trời nắng nè, nó sẽ để là khẩu 16 và tốc 1/125 với ISO 200 này luôn á, tại vì ISO cố định rồi. Và những cái tốc khẩu những môi trường khác nhau, ngoài biển, nắng, rồi bóng râm nè, trời tối nè, hoàng hôn nè, chụp trong nhà ngoài trời nè. Nó có hướng dẫn kiểu sơ sơ cho những bạn nào mà sử dụng máy full cơ hoàn toàn á, không có đo sáng này nọ. Nên là một cái thiết cũng khá là hay. Chụp cái này thì chắc chắn nó đảm bảo ra hình hay sao đó. À, cũng hay á, nhưng mà hình như là không phải cuộn nào cũng có đâu. Những cái cuộn của Fuji không có. Cuộn Kodak 200 này mình mở một lần là mình thấy rồi. Chắc nhiều bạn mò mò xé ra cũng thấy rồi ha. Giờ quay lại vấn đề chính đi ha. Mình canh nãy giờ mới được một cái góc tạm ổn để quay. Mình đã chuẩn bị máy tính hết rồi, nó sẽ là để random comment. Còn trước tiên á, mình muốn xem lại những cái bình luận của các bạn gửi cho mình á, hoặc là những lời chúc và chính xác hơn. Tại vì ban đầu á, cái này chỉ là một món quà nho nhỏ thôi, một chiếc là cuộn phim chứ không phải là món quà gì đắt giá. Thì mình không nghĩ là nhận được nhiều lời chúc như vậy. Mình chỉ đơn giản kêu các bạn là comment Instagram hoặc là chia sẻ một số lời lý do tại sao các bạn chơi phim. Là đơn giản là chỉ cái comment, cái tên Instagram mà đủ rồi. Nhưng mà các bạn lại nhắn cho mình rất là nhiều lời chúc. Nên cảm ơn tất cả các bạn nha. Ok, giờ cùng coi đi. Kéo đường dành xuống dưới nha, từ dưới lên đầu tiên nè. À, chúc năm mới anh có nhiều may mắn và thành công trên con đường mình đam mê. Với đó là chụp lại những bức ảnh đẹp đẹp và lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Cảm ơn bạn nha, chắc chắn rồi. Thật ra là đi chơi với gia đình hay là đi chơi với bạn bè, mình vẫn ưu tiên xách theo ít nhất một con máy phim, ít nhất cùng một cuộn. Ở sao bạn đã không comment link Instagram nhỉ? Là comment mà random cho chúng mình nói thành được thì sao chứ? Bạn bạn ala rồi mình không đọc tên bạn đó. Chúc mừng năm mới bạn nha, chúc bạn nhiều sức khỏe và chụp được nhiều tấm ảnh đẹp. Cảm ơn bạn nha, bạn cũng vậy nha. Rồi Phương Anh có nhắn cho mình là chúc anh năm mới vui vẻ, nhiều điều như ý. Wow. Chúc anh và gia đình năm mới sức khỏe của Nhật Tân nè.
năm mới vui vẻ hạnh phúc nha anh. Chúc năm đam mê của anh vẫn cháy bỏng nhé. Kể cả YouTube lẫn mấy phim, bây giờ ít người như anh lắm. Mình nghĩ thật ra là cái kênh như mình cũng nhiều lắm. Kênh tiếng Việt thì ít thôi, nhưng mà cũng có, chứ phải ít, ngoài kênh mình ra còn nhiều kênh nữa. Thì nhưng mà riêng kênh của mình thì nghiêng về cái gọi là mình thích quay gì mình hay quay thôi, đỡ bị ràng buộc những cái gì này nọ như là buôn bán hay sao đó. Nhưng mà còn về đam mê á, thì chắc chắn là mình không bỏ phim đâu. Ngồi chơi một thời gian rất là dài, cho dù giá cả nào thì cũng chơi thôi. Phim đắt á, thì chơi ít, phim rẻ thì chơi nhiều. Năm mới vui vẻ này, hạnh phúc nha anh. Chúc năm nay đam mê của anh vẫn cháy bỏng. Ha ha, lời comment này đó. Rồi, chúc anh năm mới nhiều sức khỏe, may mắn. Cảm ơn bạn nha. Rồi, năm mới vui vẻ nha anh. Trời, thật ra là từ đợt Tết rồi á, trước Tết rồi á, mà hết Tết gần như cả tuần rồi mình mới đọc mới coi những cái này. Nên kiểu như đọc cái này cảm giác có Tết lắm á. Chúc anh năm mới vui vẻ, thành công trong sự nghiệp. Chúc anh năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều may mắn. Cảm ơn các bạn nha. Trời, chúc Tết vui vẻ này chứ. Chúc cậu năm mới gặp nhiều may mắn. Chúc bạn sẽ giữ được niềm đam mê với nhiếp ảnh và analog. Nhưng mà analog tất nhiên rồi. Mình quên nói là tất cả các bạn comment Instagram, link Instagram ở đây á, mình sẽ follow tất cả các bạn ở đây luôn. Giờ mình sẽ bật lên follow từng bạn một luôn. Nếu được thì bạn Thị Phương nhắn là nếu được thì đây sẽ là cuộc phim đầu tiên của em. Ok. Mình cũng rất là hóng xem nha các bạn chụp cuộc phim đầu tiên như thế nào. Chúc bạn năm mới nhìn vui vẻ và thành công nhé. Cảm ơn bạn. Chúc anh năm mới phát triển. Phát triển hả? Mình không biết kênh này phát triển như đi đâu rồi như thế nào nữa. Instagram nè, Instagram nè. Chúc anh năm mới vui vẻ. Hôm nay mình chụp cuộc đầu tiên trong đời và nó ra bị tụt buồn ghê. Chúc bạn năm mới vui vẻ. Không sao hết. Mình tụt phim chắc cũng phải 5-6 cuộc gì rồi đó. Tại là những cái lúc mà khoảnh khắc rất là đẹp. Có những lúc ở Đà Lạt, có những lúc ở Ninh Bình. Những lúc mà đi đến nơi có khi cả đời phải đến một lần rồi mà bị tụt phim. Nó còn buồn hơn thế nữa. Đức Huy 29011. Chúc anh năm mới ăn khang thịnh vượng. Ok, cảm ơn bạn. Bạn Khả Nhi nè. Em chỉ mới dùng mấy phim vài năm trước thôi. Hồi còn bỡ ngỡ toàn lên YouTube để xem cách hướng dẫn. Và thế là thấy được video của anh. Có khi một video của anh em xem tận 4-5 lần để biết được cách sử dụng máy. Ok. Thật ra là mình phần lớn cái video mà mình đã quay rồi á, mình rất là ngại xem lại video của chính mình á. Cảm thấy rất là xấu hổ, rất ngại. Nhưng mà em coi lại 4-5 lần thôi. Hy vọng là nó có ích cho bạn đó. Để biết được cách sử dụng. Dòng anh hay nữa nên cũng đã đăng ký để chờ video của anh. Và anh còn giúp em tìm thêm thông tin về máy nữa. Chắc là bạn ấy nhắn mình qua Instagram hỏi về máy thế này thế nào, hoạt động ra sao. Cảm ơn anh đã giúp cho em quá trình chơi phim của em cũng cải thiện hơn phần nào. Chúc anh năm mới vui vẻ hạnh phúc bên người thân. Nhớ ra nhiều video. Sẽ ráng ra nhiều video nhiều hơn nữa rồi. Instagram nè. Rồi, chúc anh năm mới nhiều sức khỏe, kiếm được nhiều lúa để đầu tư ra nhiều content kích cho cộng đồng chơi phim nha. Thật sự đúng là để chơi phim này á thì trước tiên mình phải kiếm được nhiều lúa. Cảm ơn nha, cảm ơn Khoa. Chúc em một năm mới hơn cả tuyệt vời. Cảm ơn về những chiếc video trên kênh. Cảm ơn bạn nha. Thật ra là mình không nghĩ là video của mình có giúp ích với nhiều người như vậy. Tại vì mình nghĩ là những video clip mình làm á, nó rất là bình thường, tầm thường và cũng không có đặc sắc. Nhiều khi là nói rất là dài, ơi là dài luôn, nhiều khi cũng không có đi vào trọng tâm á. Chúc anh năm mới vui vẻ, mong là người may mắn nhất. Chúc mừng 1.000 sub. Đúng rồi, kênh của mình đã được 1.000 sub rồi nè. Hơn 1.000 sub, hiện tại là 1.400 sub rồi. Mình không nghĩ là mình sẽ được con số như vậy, nên cũng cảm ơn các bạn ha. Chúc anh năm mới vui vẻ. Rồi chúc anh năm mới vui vẻ nữa nè. Chúc anh năm mới vui vẻ và luôn giữ được niềm đam mê với mấy phim. Tất nhiên rồi. Chúc mừng anh, chúc anh năm mới vui vẻ và mọi điều đều tốt đẹp. Cảm ơn nha. Hy vọng là 2021 này sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn so với 2020 nhỉ. Chúc anh năm mới vui vẻ nè. Happy New Year nè. Link sau em nữa nè. Chúc anh năm mới luôn hạnh phúc bình an. Bạn Lâm Beta. Mình chơi phim cũng tầm hơn năm. Lúc đầu còn suy nghĩ ôi chơi phim tốn tiền không bao giờ dính vào. Đùng cái sao mà hố phim. Cảm giác canh chụp từng chút một hồi hộp chờ ảnh ra sao. Đúng rồi. Thật ra là mình là trước giờ là chụp ảnh số, là chuyên chụp ảnh số luôn. Rất là ngại chụp ảnh phim. Và không hiểu sao là kiểu như là cái đợt đó thấy rất là nhiều các bạn chia sẻ ảnh phim rồi. Mà hồi xưa mình mới chơi chứ bây giờ mà đâu có nghĩ là còn được chơi lại. Thì đúng cái đợt mà mình phát hiện ra rằng là bây giờ có các lab có dịch vụ để scan phim á, để đưa lên cái được số á, mình rất là mừng luôn. Nên mình cũng muốn thử với những cuộn đầu tiên của mình. Và họ sẽ nói những cái cuộn đầu tiên mà khi chơi lại tệ lắm. Rosie Daisy.
Đúng thật là dùng máy cơ hay điện thoại thật sự tiện, nhưng vì chụp phim không thể nhận ảnh được ngay và không thể có bất kỳ sự sai sót nào, nên bức ảnh lại còn được trau chuốt và trở nên ý nghĩa nhiều hơn, và cái khoảnh khắc đó ta có thể lưu lại. Đồng ý. Cái này là cái hay của chơi phim mà. Bạn Wilson không phải người chơi hệ nháy siêu cao siêu, chỉ là ghi lại khoảnh khắc mình yêu thích. Có bao giờ chúng ta sống được hai lần hạnh phúc của mình? Wow. Ok, cảm ơn bạn nha. Câu đã hay á. Vì mình mới được ông nội truyền lại cho Canon Rebel 1000F. Đang đồ ngon nha. Hy vọng mình hóng cụ đầu tiên của bạn nha. Chúc mừng năm mới nè. Bạn Đức Thịnh. Chúc anh năm mới có nhiều sức khỏe và may mắn. Mong anh ráng ra nhiều clip và chia sẻ kinh nghiệm chụp phim hơn. Mình nghĩ là kinh nghiệm chia sẻ chụp phim á, nó không có nhiều lắm đâu. Và cách sử dụng máy á, thì phần lớn 10 con máy thì cỡ 9, 8, 7 con máy đã giống nhau hết rồi. Chỉ khác nhau tí xíu ở một cái chi tiết nào của từng hãng thôi. Và nếu mà nói mà để chia sẻ kinh nghiệm về máy phim á, có lẽ là cũng không có nhiều nữa đâu. Mình nghĩ chỉ tầm series làm một playlist khoảng chừng 10 clip, 20 clip gì đó cho hôm tới thôi. Có khi 5 clip là đủ rồi, 5 video là đủ rồi. Sau đó là mình chắc là chuyển sang là chia sẻ về chụp ảnh, về bố cục, hình ảnh, màu sắc hay sau đó. Nó hợp lý hơn là còn chia sẻ về ảnh phim á. Thì phần lớn những comment mà hỏi mình về mấy phim này là những câu mà mình có thể gom gọn trong từng một hai video đủ rồi, nên chắc cũng không còn nhiều cái để chia sẻ về mấy phim. Bạn không biết gọi sao. Lý do em chơi phim vì ban đầu bị người yêu cũ dụ, xong rồi thấy màu phim đẹp quá cũng lên mạng mày mò tìm hiểu. Cảm ơn anh vì những video nền móng kiến thức đầu tiên, và cũng cảm ơn anh đã giới thiệu cho con Canon EOS Kit, quá chiến luôn anh ơi. Ok, con rất là đáng tiền nha. Bạn nào mà giờ đi săn chắc khó kiếm lắm á. Bạn Đông Quỳnh nhắn là chúc anh năm mới vui vẻ, ra thêm nhiều clip hay nha. Ra thêm nhiều clip còn hay thì không thì mình chưa biết. Rồi tới bạn Nghĩa Phạm. Mình chọn máy phim ban đầu vì không có tiền để sắm cho mình một máy số xịn, nhưng rồi nghĩ lại cảm giác hồi hộp vui mừng khi nhận mail từ lab, bất ngờ vì ảnh mình không bị cháy, không bị hỏng. Tất cả những cảm xúc ấy khiến mình nhận ra có lẽ máy phim là chân lý của mình. Và bây giờ mình đang dùng một con Nikon F2. Wow. Nikon F2 cũng không có rẻ đâu nha. Để tiếp tục ghi lại những khoảnh khắc mình cho là đáng nhớ nhất. Nghe rất là thích luôn á, nghe rất là mê á. Bạn Hoàng Ngọc. Hello phim, cảm ơn bạn vì những video bổ ích. Ok, cảm ơn bạn đã xem nha. Thật ra mình muốn cảm ơn các bạn đã follow, đã coi video của mình á. Thật sự là mình làm nhắm đến những người mới chơi phim lần đầu á, là mới tập dần bước vào thế giới phim á, mà có các bạn coi là mình vui lắm rồi. Ông Nguyễn thôi, mê màu phim lắm mà phim thì ngày càng tăng giá. Em còn một cục rồi bịt 100 định chụp mà thấy phim ngày càng mắc, không nỡ chụp. Mình cũng hiểu cảm giác mà. Em quyết định mua máy SLR là do clip hướng dẫn set tóc khẩu của anh luôn. Mình không nghĩ là cái clip đó cũng mà người xem để hiểu được á. Tại mình nghĩ là mình tóm tắt nó quá gọn đi á, mà không có minh họa cụ thể. Mình sợ rằng là chắc là người ta coi, người ta không hiểu sách đâu và cũng bỏ qua rồi mất. Chắc người ta cũng không để ý gì nữa đâu. Mình không nghĩ là vẫn có các bạn cũng coi ha, cũng các bạn lại thích chơi SLR từ cái clip đó. Mình nghĩ là trong 2021 này mình sẽ làm lại một số clip cũ của mình, nhất là cái clip mà tóc khẩu đó để có minh họa trực quan hơn. Và cái clip mà lắp ảnh phim á, lắp phim vào máy á, lắp một số máy khác nhau á, mình muốn làm cho nó thật là gọn, tối giản, ai nhìn vô cũng có thể làm theo được, để không còn phải thắc mắc hay là gặp lỗi trong lúc mà lắp phim nữa. Rồi bạn Quốc Lập. Chúc anh một năm mới tràn đầy niềm vui ạ. Cảm ơn nhé. Rồi bạn Hiền nè. Để đến với phim có lẽ là một cơ duyên, bắt đầu từ việc trên STR là gì mình không biết á, của em có thể lên một bức ảnh được chụp bằng phim của một anh em biết. Lúc đầu em vẫn nghĩ để tấm ảnh đấy được chụp bằng máy kỹ thuật số, tại vì trong suy nghĩ của em phim đã chết lâu rồi và giờ không còn ai chơi nữa. Cho đến khi em vào trong Insta chuyên đăng ảnh phim của anh đấy thì nó lại khiến em rất bất ngờ. Những bức ảnh phim của anh ấy rất đẹp, màu sắc của nó mang lại cho em những cảm xúc mà máy ảnh digital không đem đến được. Cứ như là một thập kỷ, một thế kỷ rồi cả một thiên niên kỷ đang được tua phim lại trước mắt em vậy. Từ đó em bắt đầu nghiên cứu về máy phim và vô tình thấy đề xuất viết của anh. Video giới thiệu về view kit của thì em quá mê và chọn đó là con máy phim đầu tay của mình luôn. Những viết anh làm rất bổ ích cho những người mới bắt đầu như em đây, cảm ơn anh nhiều. Mình rất là thích đọc những cái comment như thế này nè. Mình hiểu được kiểu như là nó làm mình nhớ tới lý do tại sao đầu tiên mà mình chụp ảnh, lý do tại sao đầu tiên mình chụp máy phim.
Rất là thích. Mình sẽ làm clip nói dài dòng về vấn đề đó sau. Cảm ơn chia sẻ của bạn nha. Ồ, hết rồi. À, đó là mình, nói chung là mình cảm ơn những lời chúc và những bình luận các bạn gửi đến cho mình. Và còn bây giờ sẽ đến tiết mục là mình sẽ roll random cái comment xem bạn nào sẽ nhận được kết quả ha. Bây giờ là giây phút quan trọng nè. Mình đã follow hết những cái bạn comment ở trên video clip này rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành random thôi. Lấy link của video nè. Xong rồi qua trang random. À, bỏ link ở đây. Pay lại nè. YouTube comment. Ở đây nó ghi tổng cộng số lượt bình luận là 53. Thật ra 54, tức là nó trừ đi một comment của mình để không tính vào random. Có vẻ thông minh đó. Còn bây giờ là à, này này. Tiến hành bắt đầu quay, chọn ra một người chiến thắng ở đây. Cùng xem kết quả nha. Các bạn có thấy hình của mình lướt qua trên đây không? Để xem nó dừng lại nha. Ô, nó dừng lại ở khoảng 15 Chúc mừng bạn đã nhận được một cuộn phim nha. Ok, phần thưởng không phải là cái gì to lớn lắm, nhưng mà nó là một phần quà nhỏ nhỏ mình nhỏ nhoi mình gửi đến thôi. Sau này á thì mình nghĩ tới việc mình sẽ giveaway cả một cái máy phim nữa, nên chúc những bạn khác may mắn lần sau ha. Video clip này hôm nay đến đây thôi, cảm ơn các bạn nha. Không liên quan, nhưng mà hôm nay ở ngoài bầu trời bên ngoài ban công, ở ngoài cửa sổ của mình nhìn đẹp kia, buổi chiều thứ bảy vẫn bây giờ đẹp như vậy là tôi thích rồi.